Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và thảo luận phương án vị trí ga ngầm C9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Có thể đây sẽ là hồi kết cho những tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm qua liên quan đến vị trí đặt ga này gây chậm trễ cho việc triển khai và xây dựng. Nhà tôi ở Nam Từ Liêm, thì hàng ngày thì tôi đi làm trên khu vực này. Thì thường là mỗi sáng phải đi hàm rất là sớm, nếu mà muộn 1-2 phút thôi thì thường là đã bị tắc đường rồi. Thì cho nên là khi mà thấy nghe có dự án đường sắt Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo này thì rất là trông chờ. TVE thì nhắc em sớm. Đó là mong mỏi của những người dân làm việc quanh khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo các chuyên gia, việc chốt được phương án đặt ga ngầm C9 ngoài vùng bảo vệ 2 của di tích Hồ Hoàn Kiếm, nghĩa là vị trí trước cửa điện lực Hà Nội, là kết quả đáng mừng. Nếu mà chúng ta tính toán cho kỹ ra thì cái thời gian chờ đợi những năm qua, các yếu tố đặc biệt là yếu tố trượt giá, thì cái mức độ mà chênh lệch so với việc mà chúng ta triển khai được dự án khoảng chừng cách đây khoảng 10 năm về trước, thì có lẽ là cái chi phí mà chúng ta tiết kiệm được nó nhiều hơn rất nhiều so với cái chi phí phải bỏ ra trong trường hợp mà chúng ta di chuyển cái vị trí đặt nhà ga ngầm C9 này. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, ngoài vấn đề đội vốn, việc thi công trong không gian hẹp với nhà ga 4 tầng sẽ là thách thức lớn với Hà Nội. Nó sẽ tác động đến chỗ tổng công ty điện lực, nó sẽ tác động đến đầu phố Hàng Dầu, và đặc biệt cả cái khu vực ở Vườn Hoa sẽ có lối lên xuống. Làm thế nào để nó đảm bảo được cái kỹ thuật ổn định, bởi vì ngầm tới 4 tầng thì cái không gian ngầm hiện nay là cái định hướng chúng ta phát triển. Nhưng mà kỹ thuật như thế nào thì có rất nhiều những cái bài học. Nếu không áp dụng kỹ thuật hiện đại, áp dụng kỹ thuật tốt thì nó sẽ có cái nguy cơ đảm bảo không an toàn cho công trình và cho người dân nữa. Thì đây là lựa chọn tư vấn, lựa chọn đơn vị thi công, lựa chọn giải pháp khoa học nào là một cái bài học mà các nước đã vấp phải. Hy vọng Hà Nội sẽ lựa chọn được cái giải pháp thích hợp. Trước đó vào năm 2017, phương án đề xuất của thành phố Hà Nội về vị trí đặt ga C9 đã vấp phải nhiều ý kiến do vị trí ga C9 ảnh hưởng đến di tích Hồ Hoàn Kiếm. Trong khi đó, cấu tạo địa chất phù sa kém bền vững của Hà Nội cũng như đây là công trình ngầm có chiều dài lớn, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm với loại hình giao thông này. Thứ nhất là bây giờ quá trình thi công đã chắc gì là họ có thể bảo đảm một an toàn tuyệt đối cho phần hồ cũng như là phần đài nghiên tháp bút, rồi thì phần gọi là đền Ngọc Sơn cũng có thể nó sụt lở, đúng không ạ? Nó nghiêng rồi thì là nó vỡ. Thì người ta bảo có thể làm lại được, nhưng mà cái làm lại được đó nó không còn là một cái giá trị lịch sử đích thực nữa, mà có thể công trình 500 tuổi hay là công trình hàng nghìn tuổi, bây giờ nó chỉ còn là 1 tuổi, 0 tuổi thôi. Việc ra quyết định lựa chọn vị trí ga ngầm kéo dài khiến thời điểm phê duyệt dự án đã cách quá xa thời điểm khởi công xây dựng. Mức độ ảnh hưởng và nhu cầu vận tải của người dân thời điểm đó và bây giờ đã có sự thay đổi nhất định. Vì vậy, cần tính toán kỹ để lộ trình, hướng tuyến đạt hiệu quả cao nhất, không chỉ là du lịch mà còn phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân thủ đô.